Đông Nam Á trở thành điểm nóng của nạn ấu dâm qua mạng. Theo AFP, Đông Nam Á gần đây đang phải đối mặt với sự gia tăng của các hoạt động ấu dâm qua mạng, trong đó những đối tượng có ý đồ đồi bại, thường xem hình ảnh lạm dụng thông qua dịch vụ phát sóng trực tiếp và trả bằng tiền ảo gần như không thể truy tìm nguồn gốc. Cuộc sống khó khăn, luật pháp lỏng lẻo và hệ thống tư pháp chưa thực sự hiệu quả là các nguyên nhân khiến cho các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Lào, Philippines trở thành địa điểm săn mồi của những kẻ ấu dâm nước ngoài cũng như trong nước. Chính sách cứng rắn và mức độ nhận biết rộng rãi về nạn ấu dâm đã có những tác động răn đe nhất định, nhưng sự phát triển của công nghệ Internet và tiền ảo đã tạo ra môi trường thuận lợi cho những kẻ tội phạm hoành hành. Những kẻ ấu dâm thời đại kỹ thuật số có thể dùng điện thoại và các công cụ trực tuyến bao gồm mạng xã hội, trang web chia sẻ video để hướng dẫn và xem những đoạn video trẻ em bị cưỡng bức hoặc lạm dụng tình dục, các chuyên gia cảnh báo. Những kẻ ấu dâm xem các vụ cưỡng hiếp trên các nền tảng lớn vẫn đang hoạt động. Nó được phát trực tiếp, không ghi hình lại bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều được mã hóa, chúng thanh toán bằng tiền ảo Bitcoin, và những đồng tiền này giúp giao dịch của chúng trở nên an toàn. Phuong Xavier Sochet, nhà hoạt động từ tổ chức Terror Desams, Thái Lan, trả lời AFP. Tuần này, các ông lớn công nghệ như Apple, Google, Microsoft và Facebook đang cung cấp bằng chứng cho cuộc điều tra độc lập về lạm dụng tình dục trẻ em IICSA, hiện đang được tổ chức tại London nhằm tìm cách ngăn chặn nạn tội phạm tình dục trực tuyến. Tôi chỉ muốn chết đi. Lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến là một trong những nguyên nhân khiến nạn buôn người gia tăng. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc LHQ nói, nhấn mạnh rằng Thái Lan và Philippines dường như đang trở thành điểm nóng của loại hình phạm tội này. Kasi, một nạn nhân Philippines, cho biết cô bị ép thực hiện các hành vi dâm ô với cả người lớn và một mình, trước camera, khi đó, cô mới chỉ 12 tuổi. Cô bé đã tới Manila để làm giúp việc nhưng đã bị sếp của mẹ cô lạm dụng. Cô bé đã phải trải qua 5 năm sống trong địa ngục. Tôi cảm thấy mắc kẹt, phản bội và đơn độc. Tôi nghĩ rằng tôi muốn chết đi. Tôi muốn chết đi vì nỗi đau này, nhưng tôi không thể, Kasi nói. Kẻ lạm dụng cô chỉ bị phạt tù 2 năm vào năm 2017. Tháng trước, Tổ chức Vận động và Trợ giúp Pháp lý International Justice Vision, EGM cảnh báo trẻ em Philippines đối mặt với nguy cơ bị ép phải thực hiện những cảnh lạm dụng tình dục trực tuyến và những kẻ ấu dâm trả tiền trực tiếp cho những buổi phát sóng để các nạn nhân làm theo những mong muốn bệnh hoạn của chúng. Việc truy cập Internet quá dễ dàng và các dịch vụ chuyển tiền xuất hiện ở quốc gia này biến nó trở thành một điểm nóng toàn cầu về nạn ấu dâm trực tuyến, EGM cho hay. Tổ chức này thậm chí còn liệt kê một số trường hợp chính cha mẹ hay thành viên gia đình nạn nhân tổ chức các buổi trình diễn hoặc nhận tiền để con em mình bị bạo hành tình dục. Tổ chức Terror Desams từng sử dụng một nhân vật ảo có tên Sweety tham gia vào các phòng trò chuyện trực tuyến. Chỉ trong vài tuần, 20.000 người, hầu hết là đàn ông, đã tiếp cận nhân vật do máy tính tạo ra này. Con số trên thực sự đã gây sự chú ý trên toàn cầu. Hồi tháng 3, một giáo viên bị bắt và buộc tội tại Pháp với cáo buộc cưỡng hiếp, lạm dụng trẻ vị thành niên và sở hữu bộ sưu tập tư liệu khiêu dâm trẻ em. Nghi phạm 51 tuổi, từng dạy học tại các trường ở châu Á, bị cáo buộc kết bạn với các em nhỏ trong các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Bangkok, Thái Lan, sau đó kết nối qua mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Trong cùng tháng đó, các công tố viên cáo buộc một người đàn ông Pháp khác có liên quan tới một loạt các video cưỡng hiếp, xâm hại tình dục trẻ em Philippines. Nghi phạm 55 tuổi là một cựu cảnh sát. Hắn bị bắt sau khi lực lượng chức năng tịch thu các máy tính và thiết bị phát sóng trực tiếp ở Philippines. Cuối tháng trước, cựu quân nhân Anh Andrew Z, 70 tuổi, đã bị tòa án London kết tội chi hàng nghìn bảng Anh để xem cảnh lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến từ Philippines. Cơ quan tội phạm quốc gia Anh NCA ước tính 80.000 người Anh có thể gây ra mối đe dọa tình dục với trẻ em trên nền tảng trực tuyến. Việt Nam nằm trong tầm cảnh báo. Damien Kim, một chuyên gia tại tổ chức ECPAT Thái Lan, cảnh báo tệ nạn lạm dụng trực tuyến đang có xu hướng lan sang Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, các phần tử ấu dâm nước ngoài đang tăng cường hoạt động tiếp cận những nạn nhân trẻ tuổi thông qua mạng xã hội. Ông Kim cho biết, Việt Nam cũng đã có những biện pháp mạnh tay để xử lý với những kẻ biến thái với trẻ em. Theo đó, luật mới quy định, bất cứ kẻ nào lạm dụng tình dục trẻ em dưới 16 tuổi phải đối mặt với 12 năm tù. Trong khi tội hiếp dâm trẻ em có thể chịu mức án tối đa là tử hình. Tuy nhiên, việc bắt một kẻ ấu dâm cần có sự hỗ trợ của cộng đồng nơi chúng hoạt động. Những kẻ tội phạm thường có xu hướng hoạt động tại cộng đồng nghèo, thiệt thòi và thiếu lòng tin. Chính vì vậy, các nhà hoạt động kêu gọi xã hội cùng chung tay với chính quyền để tiêu diệt tệ nạn này. Đức Hoàng, tổng hợp.
Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.